Hello anh em nhé, cảm ơn anh em trở lại với kênh YouTube của Duy nhé. Ngày mới chúc tất cả anh em thật là vui vẻ nhé. Hôm nay mình nhận một cây Vivo Y03T này. Hôm nay anh khách mang đấy cho mình là phá cái mật khẩu này đi. Phá xong rồi mình dùng bằng cái tool unlock tool, nó không có cái hỗ trợ là FGP, mình chỉ phá được cái mật khẩu thôi. Tiện nay mình làm cái clip về chia sẻ anh em quay tay luôn, tool không hỗ trợ. Thì mình tiện làm cái clip thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách FGP nó quay tay nha anh em nhé. Bây giờ anh em sẽ kích hoạt nó lên này. Kích hoạt, bây giờ mình sẽ kích hoạt cho anh em xem này. Xem là nó đang bị dính tài khoản Google không nha. Anh em chờ một tí này để nó thiết lập này. Đó, anh em nhìn xem này. Nó yêu cầu là xác minh tài khoản Google và nhập cái mã pin. Cái mã pin thì mình không nhớ, và cái tài khoản Google mình cũng không nhớ nữa. Bắt buộc là mình phá đi rồi. Phá đi thì kích hoạt lên thì nó sẽ xác minh này. Bây giờ mình sẽ để lên cái máy quay, mình sẽ quay làm cho anh em xem này. Anh em sẽ đổi cho mình sang cái vùng là Unstyled nhé, là English, ngôn ngữ. Rồi anh em ấn quay trở lại này. Đây mình sẽ dùng một con Vivo khác này. Anh em ấn quay trở lại cho mình này. Mình ấn nhầm này, lại kích hoạt mất tiêu. Đây mình sẽ trở lại này. Anh em vào phần Access này. Anh em sẽ bật phần Tab Back lên cho mình này. Bật nó lên này. Rồi anh em kéo chữ L từ trên xuống này. Rồi anh em kéo chữ L tiếp cho mình này. Anh em bấm vào cái scan này cho mình này. Anh em bấm vào cái quả cầu gần dưới chữ X đó nhá. Anh em ấn vào đó. Anh em ấn vào, xong nó hiện như mình đây là được nhá. Đó. Rồi nó hiện ra như này thì anh em bấm close này. Anh em bấm close này. Allow cho nó này. Bây giờ anh em sẽ tắt cái tab back đi cho mình này. Next này. Ok này. Rồi. Bây giờ anh em sẽ trở lại này. Anh em bấm start cho mình này. Start này. Next này. Anh em cứ xem hết video của mình nhá. Và làm từng bước mình sẽ chia sẻ cho anh em này. Anh em sẽ ấn vào cái dòng đầu tiên này. Rồi anh em kéo xuống này. Phần chọn phần Assistant này. Bật cái này lên này. Ok anh em bật lên. Bật lên nó hiện rồi. Anh em ấn vào Google này. Đó, nó hiện lên thì anh em ấn nói cho mình là Open YouTube này. Bây giờ nó sẽ mở YouTube lên này. Anh em ấn Allow này. Rồi anh em ấn vào cái hình này. Cài đặt này, ở chuẩn About này. Đó, anh em ấn như mình nhá. Bây giờ nó sẽ mở Chrome lên này. Anh em đồng ý cho nó này. Allow này. Anh em chọn dòng đầu tiên này. Đây anh em nhập cái giao dòng chữ GZOM Bypass đây nha. Mình để ở trên màn hình. Đó anh em tìm thấy, anh em ấn tìm kiếm cho mình này. Anh em ấn vào GZOM đây. Anh em kéo xuống cho mình nhé. Đó anh em ấn vào cài đặt thì không mở được cài đặt đâu. Anh em phải mở cho mình cái Sare của Vivo này. Rồi nó đưa vào đây thì anh em ấn Upbeat này. Anh em ấn vào chuyển dữ liệu này. Thiết bị này, Android này. Anh em cho phép cho nó này. Cho phép này. Bây giờ anh em sẽ sử dụng một con Vivo khác này. Anh em lên CH Play tải cho mình cái Acti này. Cái ứng dụng Acti đó anh em về. Rồi anh em ấn vào cái thiết bị này. Anh em sẽ chuyển đây, bây giờ mình sẽ quét này. Đó, bây giờ mình sẽ quét. Phần này thì quay tay nó khá là lâu nên là anh em phải xem hết video mình từng bước làm nhé. Anh em bỏ tích hết cho mình này.
bỏ tích hết đi. Vào app này, anh em bỏ tích hết, còn để mỗi cái Active Launcher kia thôi. Rồi, anh em bật OK này. Next này, OK này, OK này. Rồi bây giờ anh em để cho nó chuyển cái đấy sang. Nó chuyển xong rồi anh em ấn vào phần app này, phần lịch sử đó. Đây, anh em bật Open nó lên này. Anh em bật OK này. Đó, phần này anh em chờ nó load một tí này. Phần này nó khá là load, là khá là hơi lâu. Giống cái bọn Vivo này, nhiều khi cái chức năng này nó không hỗ trợ thì anh em bắt buộc anh em phải có book để anh em câu và có thể là phá được nó. Bây giờ những dòng Vivo cái đời bảo mật nó cao nên là bắt buộc anh em phải có book. Rồi, nó đã load xong rồi. Anh em ấn vào phần Android Setup cho mình nhé. Anh em kéo xuống này. Đây, anh em ấn vào cái phần hai dòng này. Anh em ấn vào nó này, dòng thứ hai dòng dưới này. Anh em ấn Next này. Skip này. Rồi anh em chờ nó. Anh em ấn Next cho mình này. Next này. Anh em ấn vào không cần này. Không cần mày. Anh em ấn Next cho mình này. Đây, yêu cầu nó yêu cầu này, anh em ấn vào phần bên dưới change cái bằng Gmail, bằng tài khoản iCloud đó. À, bằng Gmail, bằng Google Gmail đó. Đây anh em, bây giờ anh em sẽ vào cho mình chiếc máy này. Anh em ấn next này, next cho mình này. Đó. Bây giờ anh em sẽ vào cài đặt máy này, chiếc cái máy kia này. Anh em vào Google này, anh em ấn O Server này. Anh em kéo xuống này, chọn phần Setup Mini Driver này, anh em ấn Next này. Để nó tìm cái thiết bị này nhá. Anh em chờ một chút này để nó tìm cái thiết bị. Để nó tìm cái thiết bị này để nó có hỗ trợ kích hoạt. Đây, nó tìm thấy rồi, anh em ấn Next này. Anh em ấn Next đi. Next xong anh em chờ nó một chút này. Nó chia này, anh em tiếp tục lại này. Rồi anh em ấn Next này. Nó báo lỗi như này, anh em lại kích hoạt lại cho mình này. Rồi anh em cứ chờ một chút này. Anh em chờ một chút để nó tự kết nối này. Đó. Nó báo, nó kết nối xong nó báo như này này. Anh em ấn Zeti cho mình này. Đây, bây giờ hai chiếc máy nó đang load này. Đó, bây giờ anh em sẽ nhớ cái mật khẩu cái tài khoản Google bên máy này cũng được. Hoặc anh em ấn skip đây cũng được. Mình sẽ cứ nhập tài khoản Google mật khẩu vào nhé. Hoặc anh em bấm skip bỏ qua đi cũng được. Bây giờ mình sẽ nhập vào luôn này. Tiện mình nhập luôn này. Rồi anh em chờ nó một tí này. Chờ nó kích hoạt thôi. Phần này anh em cứ chờ nó kích hoạt thôi. Hoạt hơi lâu thì mình sẽ tua nhanh đi, tránh mất thời gian của anh em chờ nhé. Nó kích hoạt xong này. Nó báo ra như này là anh em ấn vào phần don't copy cho mình này. Bây giờ anh em ấn active tiếp tục. Bây giờ anh em bỏ qua này. Anh em ấn next này. Next này. Skip bỏ qua đi nha. Skip này. Skip này. Bây giờ nó sẽ văng ra ngoài đây thì anh em sẽ kích hoạt lại cho mình là được nha. Anh em ấn Next này. Anh em ấn Next này.
Next này. Anh em ấn Next tiếp cho mình nhé. Đó, skip. Phần này anh em gọi là kích hoạt như bình thường thôi. Phần này lại là xong. Xong nó có thoát được cái tài khoản Google rồi. Anh em ấn bỏ qua này. Bỏ qua này. Next này. Đó, anh em ấn bỏ qua đi nhé. Đó, skip. Đó, bây giờ nó đã kích hoạt OK thành công và xong rồi nhé. Đó, bây giờ chiếc máy của mình đã vào trong 100% thành công rồi nha anh em nhé. Đó, bây giờ mình sẽ vào cái đặt cho anh em xem chiếc máy này, thông tin con máy này. Đây này, Vivo Y03T này, phiên bản là 14 nha, Android 14 nha. OK, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để cho mình ra những video tiếp theo nha.